mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Nghi Lan, Formosa vào ngày 18 tháng 3 năm 1988 với chủ đề Sư Phụ và Đệ Tử. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát, sách Khai Thị, quyển 12. Chúng ta nghe có người nói rằng tu pháp môn Quán Âm nếu đi nhanh quá sẽ bị chóng mặt. Họ không thích như vậy, họ thích tu từ từ là được rồi, nhưng tu từ từ cũng không nhất định tốt, phải không? Có lúc trên con đường trở về, càng kéo dài thì chúng ta càng gặp nhiều chướng ngại, có phải vậy không? Càng mau trở về, càng an toàn, về nhà có cơm ăn, có nước nóng, tắm gội, cái gì cũng thoải mái. Ở trên đường càng lâu càng không được tự tại. Phải không? Chúng ta càng sớm về đến nhà càng tốt, cho nên chúng ta công bố pháp môn Quán Âm này cho mọi người để mọi người có sự lựa chọn. Chúng ta vốn không ép ai tu hành, không phải quảng cáo hoặc dùng đủ cách để thuyết dụ, chỉ là để mọi người có cơ hội lựa chọn, vì có người thích mau mau về nhà, có người thích đi chậm một chút. Pháp môn Quán Âm đi nhanh nhất, chỉ có những người không sợ chóng mặt. Không sợ nghiệp chướng chuyển đổi rất nhanh mới có thể tu, phải có dụng khí lớn, có ý nguyện của đại trượng phu mới có thể tu pháp môn Quán Âm. Chúng ta cũng không thể gạt người ta, cho rằng tu pháp môn Quán Âm là thoải mái nhất, không nhất định. Nhưng khi tu pháp môn Quán Âm rồi, càng tu chúng ta càng có năng lực nhẫn nại, dù rằng không thoải mái, chúng ta còn cảm thấy có nhiều ảnh hưởng khác, không nhất định là chỉ cảm thấy thoải mái thôi, tính nhẫn nại sẽ càng lúc càng trưởng thành, năng lực nhẫn nại càng lúc càng phát triển, trí huệ của chúng ta càng ngày càng cao. Vì thế, chúng ta thấy có một chút đau khổ, một chút chướng ngại như là không có gì. Giống như trẻ nhỏ, lúc còn 5 tuổi, cầm vật gì cũng thấy nặng, nhưng khi càng lớn lên có thể mang được những vật nặng hơn, mặc dù trọng lượng của vật nặng hơn trước, nhưng vì chúng ta trưởng thành nên không cảm thấy sao hết. Cho nên tu pháp môn Quán Âm, tuy rằng nghiệp chướng biến chuyển rất nhanh, làm cho chúng ta có lúc cảm thấy không thoải mái, nhưng vì chúng ta một mặt tu, một mặt nhẫn nại, nên cũng cảm thấy thoải mái, cũng sẽ nhẫn nại được. Nếu không, tôi cũng đã vãng sanh lâu rồi, phải không? Vì tôi đã tu pháp môn Quán Âm lâu rồi, nếu chịu không nổi, bây giờ làm sao còn ở đây thuyết pháp? Lúc tôi đến Đài Bắc thuyết pháp, ngày đầu tiên cả người lạnh run. Đó không phải là vì khí hậu bên ngoài, mà là nghiệp chướng, cộng nghiệp của chúng sanh. Tôi lạnh run đến mấy phút, đến phần đặt câu hỏi, có người hỏi. Lúc sư phụ mới vào hội trường, ngài nói ngài rất lạnh, nhưng tôi tưởng rằng Phật là không thấy lạnh, không thấy nóng. Vì vị này nghe nhiều người nói tôi là Phật, hôm đó vị này hỏi tôi, sao lại lạnh? Vị này nghe nói Phật không biết lạnh, không biết nóng, tôi trả lời là, chúng sanh bệnh nên tôi bệnh, nhưng hôm đó tôi quên nói rằng Phật không những thấy lạnh mà còn biết khóc. Hôm nay nghe tôi nói như vậy, có thất vọng lắm không? Nghe nói là đại sư đến từ Hỷ Mã Lạp Sơn, rốt cuộc, thấy chỉ có bay lớn, lại biết khóc, lại biết chóng mặt. Đại sư gì kỳ vậy, có phải là giả không? Bề ngoài, thấy không mấy khác, ngoại trừ mất trí huệ, mở chúng ta mới thấy được pháp thân ngài. Mới biết được vị đó tu hành cao đến đâu. Còn nếu chúng ta dùng mắt thịt nhìn, sẽ nhìn sai, nhìn không rõ. Như chỗ tôi ở có rất nhiều bông, nhưng nhìn lâu, phát giác chỉ có một cây là bông thật, còn những cây khác là bông giả. Mới nhìn qua thấy rất đẹp, và không phân biệt được thật giả. Giống như vậy, có một đồng tu đi tìm minh sư, học qua rất nhiều thứ. Có học pháp của Đại sư Hoàng Mỹ. Ông ta cũng vậy y như pháp môn Quán Âm, nhưng tu không thành kết quả. Thật và giả nhìn thấy rất giống, nhưng thứ thật nó thơm hơn, thứ giả nhìn kỹ sẽ biết là giả. Cũng một ý nghĩa đó, chúng ta tu hành không thể lấy gì biết được vị minh sư đó là thật hoặc là giả. Chúng ta không thể nhờ mắt thịt nhìn biết được người đó là minh sư thật hoặc là giả,
chúng ta chỉ có thể nhờ vào phước báo đến từ lòng thành của chúng ta. Nếu chúng ta thành tâm, thành ý, sẽ gặp được minh sư thật, bất kể phải trải qua bao lâu. Có lúc thời gian chưa đến, chúng ta cũng không tìm được, chứ không phải là không tìm được. Cũng như có vị tỳ kheo ni tìm tôi 10 năm mới thấy được. 10 năm trước, không phải không có thành tâm, nhưng vì thời gian chưa đến, lúc đó tôi chưa đến Formosa. Lúc đó tuy có thành tâm cũng vô dụng, tuy rằng có lòng thành, nhưng cũng phải chờ thời gian đến nữa. Cho nên chúng ta tu hành còn phải nhờ vào nhiều điều kiện, nhưng điều kiện quan trọng nhất là lòng thành của chúng ta. Lòng thành của chúng ta sẽ cảm động Phật Bồ Tát. Ngài hóa thân đến thế giới này giáo dục chúng ta để cho chúng ta được về nhà, biến chúng ta thành Phật, thành Bồ Tát. Nếu chúng ta đủ thành tâm nhất định sẽ tìm được. Dù cho chúng ta có thành tâm, không tìm được minh sư trong kiếp này, kiếp sau nhất định sẽ tìm được. Những người thành tâm tìm minh sư không bị đọa trong tam đồ khổ. Tôi còn nhớ lúc tôi đi tìm minh sư cũng rất cực khổ, cũng rất khát vọng. Tâm rất nôn nóng vì thấy thời gian trôi qua, mỗi ngày một già, xác thân sẽ mỗi ngày một gầy yếu. Có lúc hôm nay trông thế này, ngày mai đã thấy khác. Huống chi là trải qua 1-2 năm. Vậy thế lúc đó tôi cảm thấy thời gian quá ngắn mà vẫn chưa tìm được minh sư. Tu đủ pháp môn cũng không thấy có lợi ích, cảm thấy rất đau buồn, rất nóng lòng. Bây giờ đã được pháp môn, cảm thấy được sự lợi ích, nhưng vẫn rất đau khổ. Quý vị đừng tưởng rằng thành Phật rồi là không còn đau khổ. Đó là vì chúng ta thấy người ta khổ đau, rồi mình cũng cảm thấy khổ đau. Vì thấy còn nhiều người chưa tìm được con đường, họ vẫn còn mò mẫm trong bóng tối. Còn có những người đã tìm được rồi mà không thành tâm tu hành. Nhìn thấy hai thứ người đó, chúng ta cũng cảm thấy rất đau khổ. Không phải khổ vì chúng ta, mà khổ cho họ. Trước khi tu cũng khổ, và sau khi tu rồi lại càng khổ. Vậy làm sao đây? Chẳng lẽ không tu nữa hay sao? Thật ra chúng ta không tu cũng không được, vì đã đến đường cùng. Không có nghĩa là chúng ta không thể đi lên, nhưng đối với thân người mà nói là đường cùng, tức là bây giờ chúng ta đã có thân người, chúng ta không thể nào làm lại con người tài ba nữa, chúng ta chỉ có thể biến thành Phật Bồ Tát mà thôi. Nếu không chúng ta sẽ trở lại làm động vật, thảo mộc, đó là tình trạng rất đáng sợ. Có những người không những chỉ sợ có cái này, mà còn sợ bôn nguyên tử nữa, có ai sợ không? Tôi sợ. Sợ tôi chưa tu xong, rất nhiều đệ tử còn nhờ vào tôi để tu hành. Nếu tôi vãng sanh là họ sẽ khổ, cho nên tôi rất sợ. Tôi không phải sợ cho tôi, nếu ngày mai tôi vãng sanh là tôi mừng nhất. Nhưng tôi vẫn sợ vì còn rất nhiều người chưa tu xong, trách nhiệm của tôi chưa làm xong. Tôi nghĩ quý vị có mặt tại đây cũng vậy. Chúng ta còn có rất nhiều trách nhiệm, mỗi người có trách nhiệm của mình, người trong gia đình có trách nhiệm của gia đình, công chức có trách nhiệm của công chức, tổng thống có trách nhiệm của tổng thống, vân vân. Khi trách nhiệm của chúng ta chưa làm xong, chúng ta cũng không thể ra đi. Có người tu pháp môn Quán Âm hỏi tôi có nên xuống tóc xuất gia không? Tôi nói là không cần. Lúc Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Ngài có rất nhiều đệ tử xuất gia, và cũng có rất nhiều đệ tử tại gia. Nhiều đệ tử xuất gia có thể nghiệm rất tốt, nhiều đệ tử tại gia cũng có thể nghiệm rất cao. Thí dụ đệ tử xuất gia cao nhất của Ngài là Mahakajip, đệ tử tại gia cao nhất là Đại sư Duy Ma Cật. Hai vị đó đẳng cấp tương đương, một vị là người xuất gia tu khổ hạnh, một vị là người tại gia rất giàu có. Chúng ta biết Ngài Duy Ma Cật là vị trưởng giả rất giàu có vợ, có con, có rất nhiều tài sản. Ngài không phải để cho cá nhân dùng, mà là Ngài dùng nó về phương diện hoằng pháp, giúp đỡ Phật Thích Ca Mâu Ni và rất nhiều người cần đến. Từ lịch sử này, chúng ta có thể nói ai ai cũng có thể tu, không cần phải xuất gia làm gì. Nhưng chúng ta phải hiểu rõ, lý tưởng của chúng ta phải minh bạch, mục đích của chúng ta phải rất cao. Có như vậy, chúng ta đi kiếm tiền cũng hiểu rõ mục đích của mình là gì. Mục đích đi kiếm tiền là để bảo dưỡng thân thể này, một mặt gánh trọn bổn phận của mình,
và sau đó ra đi cũng dễ dàng. Nếu chúng ta không kiếm tiền, không có tiền để ăn cơm và có y phục để mặc, chúng ta cũng không dễ tu hành, phải không? Không phải ai cũng có thể như Milarepa vậy. Tu hành khổ đến thế, nghe nói lúc ngày tu tại Hy Mã Lạp Sơn, luôn cả y phục cũng không có. Không có cơm ăn, ngài chỉ ăn một loại rau cỏ trên núi. Thân thể ngài biến thành màu xanh. Người ta thấy còn hỏi ngài là người hay là quỷ. Ngài trả lời, ngài là người. Người ta hỏi, nếu là người sao lại khó coi như vậy? Ngài cho họ biết là vì không có thứ gì ăn ngoài thứ rau cỏ đó. Nhưng sau này, khi ngài tu chứng và thành minh sư, nhiều người rất kính phục ngài. Thiên Nhân và Atula đến quy y học với ngài. Cho đến ngày nay, ngài vẫn rất nổi tiếng. Lúc nãy, đệ tử giới thiệu tôi với quý vị. Vị đệ tử này tán thán tôi nhiều quá, làm cho tôi mắc cỡ. Vì tôi cảm thấy không thể so với ngài Milarepa được. Hơn nữa, tôi cũng không cố ý tu khổ hạnh, nhưng vì thế giới này là vô thường, đối với tôi như là khách sạn vậy, như chỉ sống qua một hai đêm mà thôi. Nhưng dù nếu có ở mấy chục đêm, cũng chỉ nhiều thêm một chút mà thôi, có khác gì đâu. Cho nên đối với tôi như là khách sạn mà thôi, tôi không có hứng thú trang hoàng nó, chốc nữa phải đi rồi, còn khách sạn là của người ta, chúng ta cần chi phải tốn thời giờ ở đó trang hoàng khách sạn của người ta. Hơn nữa, chúng ta cũng phải ra đi, chẳng lẽ đã phải trả tiền rồi lại phải ở đó trang hoàng hay sao? Chúng ta đến khách sạn ở một vài đêm là để giải quyết việc làm ăn của mình. Đó là lý do tại sao tôi cũng không cất chùa. Thứ nhất, vì thời gian vô thường, không cần phải bận đông bận tay ở đó. Thứ hai, vì tôi không muốn làm phiền đệ tử, tôi muốn họ chịu cực quá. Nhưng ở Nghi Lan, họ cất đạo tràng cũng rất cực khổ, họ cất bằng gỗ và nhìn thấy rất sạch, không tốn bao nhiêu tiền lại thấy đẹp và sạch. Thứ ba, vì tôi không thể có nhiều thời gian ở lâu một nơi, vì tôi phải đi khắp nơi hoằng pháp, nên ở đâu cũng được. Người xuất gia giúp tôi hoằng pháp nhiều nhất, họ xuất gia thật là cực khổ, họ hoàn toàn cống hiến hết tất cả, không để lại gì cho cá nhân. Không có đệ tử xuất gia thì ngày nay quý vị không có kinh sách, luôn cả sách biếu cũng không có. Tôi không biết chữ Trung Hoa, chỉ biết nói, cho nên đệ tử xuất gia của tôi thật sự tu hành cực khổ. Vì đời sống ở Formosa vốn rất thoải mái, họ vốn không cần phải chịu khổ, nhưng vì theo tôi học nên khổ như vậy. Người xuất gia ở Formosa xưa kia còn tu khổ hạnh, nhưng bây giờ họ tu rất thoải mái. Còn đệ tử xuất gia theo tôi tu học, vì quá tin, vì tu hành thấy có lợi ích, cho nên họ hoàn toàn quên hết sự bất tiện bên ngoài. Như tôi vừa mới nói, không phải tu pháp môn Quán Âm rồi, không còn khổ nữa, rất có thể sẽ càng bị khổ hơn, vì nhân quả chuyển biến rất nhanh. Nhưng lực lượng của chúng ta cũng trưởng thành rất nhanh, tăng lên rất mau, cho nên chúng ta mới chịu được. Tôi có thể thấy rằng, người xuất gia thông thường sẽ không chịu nổi đời sống của chúng tôi. Mùa đông không có nước nóng thì họ tắm bằng nước lạnh, họ ngủ dưới đất, không có chỗ êm ái. Theo tôi, có lúc rất có thể mỗi người chỉ có thể đem theo túi ngủ và hai bộ y phục mà thôi, vì xe không chở được nhiều. Sau khi tu pháp môn Quán Âm, chúng ta không lo đến những tình trạng bên ngoài nhiều lắm, bất cứ hoàn cảnh bên ngoài ra sao, chúng ta cũng chấp nhận một cách vui vẻ, chúng ta không cảm thấy bị ảnh hưởng nhiều. Cùng một tình trạng đó, nhưng những người khác không sao chịu được, cũng vì đệ tử xuất gia tin tôi cũng sống như họ vậy, cho nên họ không cảm thấy có gì đặc biệt. Họ ăn ngủ như thế nào, tôi cũng ăn ngủ như thế đó, tôi chịu được, thì đương nhiên họ cũng phải chịu được. Họ đều nghĩ như vậy. Tôi cũng rất phục ở chỗ họ còn là con gái, mới tốt nghiệp đại học, chưa làm qua việc gì, đi theo tôi học cũng phải cất nhà và đóng đinh như mọi người, nhưng lại đóng trúng ngón tay cái, rồi còn bị tôi la, chứ tôi không nói tội nghiệp, phải la vì họ làm việc không tốt, sau đó họ làm tốt hơn trước. Học với tôi rất ít được tôi khen vì tôi không muốn cưng chiều họ, không muốn họ có tính ngạo mạn. Bởi vậy, tu pháp môn Quán Âm có cái hay là lực lượng của chúng ta tăng trưởng lên, năng lực nhẫn nại của chúng ta là vô hạn, chúng ta biến thành con người phi thường, con người siêu thế giới, cho nên khi chưa được thế giới Tây Phương Cực Lạc là chúng ta đã tự tại rồi.
chúng ta đã giải thoát khỏi những nhu cầu nhỏ nhỏ trong đời sống. Ở đâu chúng ta cũng sống được, cũng sẽ chịu được. Đó không có nghĩa là vì bị ép lãnh chịu, mà là chúng ta cảm thấy rất vui vẻ. Không có gì thấy khổ, nhưng người thường lại không sao chịu nổi. Lúc nãy tôi nói đệ tử xuất gia giúp đỡ nhiều nhất, cống hiến nhiều nhất, lại làm việc cực nhọc nhất, lại bị rầy la. Người thường không thể nào chấp nhận được điều này. Từ điều này có thể thấy tu pháp môn Quán Âm có tâm nhẫn nại vô biên, mỗi ngày chịu đựng như vậy chứ không phải làm bộ, không phải vì mặt mũi chịu đựng một hai ngày. Cho nên chúng ta có thể đo lường được người tu pháp môn Quán Âm có tâm nhẫn nại như thế nào và lực lượng này như thế nào, lúc đó chúng ta thật sự hiểu được bố thí, trì giới và nhẫn nhục là như thế nào. Chúng ta biết thế nào là tinh tấn và thiền định, rồi chúng ta biết được trí huệ là gì. Vì trí huệ không phải là sự thông minh của thế giới, không phải tốt nghiệp trường đại học là có được. Dù có tốt nghiệp đại học, chúng ta cũng không được gì cả. Tu pháp môn Quán Âm, chúng ta thật sự được lợi ích, được thứ lực lượng không thể tưởng tượng được, thứ trí huệ không thể tưởng tượng. Thứ trí huệ đó không thể nào nói cho người ta nghe hiểu, nhưng người ta sẽ thấy được nó qua cách ăn nói, hành động và đời sống của chúng ta. Chúng ta không nên dùng ngôn ngữ truyền pháp, chúng ta dùng tấm gương của mình là tốt nhất. Nếu chúng ta không làm được, không có ai tin chúng ta, có hiểu ý tôi không? Cho nên theo tôi, xuất gia không phải dễ, đệ tử xuất gia của tôi không phải người xuất gia thường có thể làm được. Người Formosa có đời sống rất thoải mái và văn minh, ăn uống rất đầy đủ, nhưng nơi chúng tôi ăn rất đơn sơ, nấu cho lẹ và chỉ cần đầy đủ dinh dưỡng, đủ dùng. Tại sao tôi nói tôi phục đệ tử xuất gia của tôi? Vì theo tiêu chuẩn sinh hoạt của người Formosa mà nói, thì họ khổ nhất. Đối với tôi không có gì, vì từ nhỏ tôi đã tự huấn luyện mình lâu rồi và đã quen rồi. Tôi thích sống đời sống như vậy. Khi đi Hy Mã Lạp Sơn cũng thế, chỉ đem có túi ngủ và nơi đó rất lạnh, đem rất ít y phục. Đi bộ khắp nơi, đi lâu sẽ nóng. Còn bây giờ đến Formosa thuyết pháp, mặc y phục nhiều, vẫn lạnh run. Đây là một chuyện kỳ lạ. Ở Hy Mã Lạp Sơn núi tuyết rất cao, tuyết không bao giờ tan vì quá lạnh. Chỉ có mùa hè, quân đội mở đường mới có thể đi lên một chút. Họ phải mở đường trong băng tuyết, chúng ta mới có thể đi. Đi trong tuyết rất lạnh, nhưng lúc đó tôi chỉ mặc thứ y phục mỏng, loại vải gòn màu trắng, bên ngoài không có áo choàng chi hết. Vậy mà đi khắp nơi rất thông thả, nhiều người Ấn Độ không chịu được. Tuy họ mặc áo rất dày mà vẫn run cầm cập. Họ rất phục khi nhìn thấy tôi như vậy. Thời đó tôi không thấy lạnh. Còn bây giờ ở Formosa thuyết pháp phải mặc thật nhiều, có lúc mới vào hội trường đã lạnh run thật lâu. Đó là vì có liên quan đến nghiệp chướng, cho nên chúng ta có thể nhận biết, không phải mặc áo cho dày là không lạnh, cũng không phải sống nơi có đầy đủ và thoải mái là không khổ. Điều này phải coi bối cảnh của nghiệp chướng. Khi xưa, sống trên Hy Mã Lạp Sơn tôi rất thông thả, mỗi ngày chỉ tu hành, thiền xong rồi đi tìm thức ăn. Sau đó đến sông Hằng để tắm, không có chút trách nhiệm gì hết. Đối với thế gian mà nói, tôi chỉ là một củ khoai lang vô danh, không ai biết đến. Bây giờ mặc quần áo thật nhiều vẫn không thoải mái, thấy lạnh, không nhất định là trời lạnh. Rất có thể quý vị thấy nóng nực, nhưng tôi thấy lạnh. Vì thế chúng ta có thể nói, nghiệp chướng có thật, chứ không phải là không có. Chuyện này tôi có thể nghiệm. Nhưng không thể tặng cho quý vị để quý vị cũng có thể nghiệm được, vì rất có thể có người sẽ không chịu được. Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Nghi Lan, Formosa vào ngày 18 tháng 3 năm 1988 với chủ đề Sư Phụ và Đệ Tử. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát, sách Khai Thị, quyển 12.